Khi thắp nhang đêm giao thừa, gia chủ chớ khấn nôm, cứ đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm, cầu gì được nấy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, giao thừa là cái thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Bước sang ngày đầu tiên của năm mới, đánh thức cái năm cũ theo âm lịch, thì cái giao thừa nó bắt đầu từ 0 giờ, 0 phút, 0 giây. Cái nguồn gốc của giao thừa có nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Lúc năm cũ qua, năm mới đến. Với người Việt Nam thì vào cái đêm 30 Tết, hay còn gọi là đêm giao thừa, đêm trực tịch ấy, thì được coi là cái khoảng thời gian linh thiêng nhất trong năm. Khi mà các gia đình sum họp chuẩn bị đón Tết với những cái điều tốt lành sẽ đến, tiễn trừ cái năm cũ. Người ta quan niệm rằng đây cũng là cái thời gian để cho quý vị gác lại những cái chuyện buồn, những chuyện xui xẻo, những cái điều xấu ở trong năm cũ. Hy vọng có một cái năm mới mang đến nhiều cái phát triển tích cực hơn. Với những cái ý nghĩa đó thì cái đêm giao thừa có những cái phong tục không thể thiếu. Trước hết là cúng giao thừa. Thưa quý vị, cúng giao thừa trong dân gian được coi là cái lễ tống cựu nghi tân, tiễn đưa các vị thần năm cũ và nghênh đón những vị thần năm mới. Xin được các vị thần linh phù hộ cho gia đình một năm mới được bình yên hạnh phúc. Lễ cúng bắt đầu vào đúng khoảnh khắc bước sang năm mới, tức là vào cái giờ Tý, tức là 0 giờ đến 1 đến 1 giờ đấy, ngày mùng 1 Tết. Cái lễ cúng giao thừa nó được người Việt Nam thường sẽ có hai cái lễ. Đó là lễ cúng ngoài trời và lễ cúng trong nhà. Mỗi một cái lễ sẽ có một cái mâm cỗ cúng riêng. Cái lễ cúng giao thừa ngoài trời tiễn các vị thần năm cũ và đón các vị thần năm mới về. Cái mâm cỗ cúng giao thừa ngoài trời là mâm cỗ mặn, thường có gà trống tơ luộc, bánh chưng, đèn nến vàng mã, hoa tươi và rượu, cũng như là gì, bộ mũ cánh chuồn của thần linh. Lễ cúng giao thừa trong nhà là cái lễ cúng gia tiên, và cái mâm cỗ cúng gia tiên sẽ có những cái món ăn mặn, những cái đồ cúng khi mà cúng các vị thần khác, chỉ là không có mũ cánh chuồn. Tuy nhiên cũng có một số gia đình cúng chay, tức là chỉ có hoa quả nước ngọt. Gia chủ làm lễ khấn sám hối với trời đất tổ tiên, mời các cụ quá cố về nhà cùng ăn Tết, đồng thời cầu mong cái sự may mắn an lành, có được một cái năm mới là phát tài phát lộc. Vậy nên là gì, trong cái lễ cúng giao thừa thì có một cái nghi thức không thể thiếu, đó là cái nghi lễ mời các ngài về chứng cho cái lễ cúng giao thừa đó. Và trong lễ cúng giao thừa, quý vị chớ khấn nôm, cứ đọc đúng câu này thì cầu gì được nấy, năm mới sẽ được suôn sẻ bình an, tài lộc vượng tiến, công thành danh toại. Sau khi cúng giao thừa xong thì quý vị có thể xuất hành ra khỏi nhà, đi theo hướng và thời gian mỗi chủ nhà với một cái mong ước là mong được cái thuận lợi may mắn trong cái công việc và sức khỏe. Tiếp theo là sông đất. Người sông đất là những người đến chúc Tết đầu tiên trong gia đình, có thể là ngẫu nhiên hoặc là đã được gia chủ lựa chọn trước để chọn những người hợp tuổi hợp mệnh với mình. Thì ngoài ra ấy, trong đêm giao thừa, người Việt vẫn luôn duy trì thực hiện cái phong tục truyền thống tốt đẹp, đó là cái tục lệ mừng tuổi. Theo tục lệ thì những người lớn sẽ mừng tuổi cho trẻ em bằng những cái đồng tiền mới hoặc là cho vào phong bao, cái bao giấy màu đỏ. Cùng với đó là những cái câu chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc của mọi người dành cho nhau. Sau khi cúng giao thừa xong ấy, thì người dân thường đi lễ chùa, cầu thần lễ Phật, mong được phù hộ bình an cho một năm mới được hạnh phúc, giàu có. Theo quan niệm của dân gian, khi mà đi lễ chùa đầu năm thì người dân sẽ ra sân vườn chùa bẻ một cành cây gọi là hái lộc, với cái ý nghĩa là mang lộc về nhà gọi của thần Phật. Cành lộc này sẽ được trưng trên bàn thờ gia tiên cho đến khi tàn khô thì mới bỏ đi. Mua muối cũng là một cái phong tục được duy trì cho đến tận ngày nay trong đêm giao thừa. Muối không chỉ xua đi cái tà khí, xua đi những cái điểm rủi, mà còn mang cái ý nghĩa thể hiện cái sự gắn kết tình cảm, quan hệ gia đình, con cái thì được khỏe mạnh, thuận hòa. Do vậy, sau đêm giao thừa thì người ta thường mua những cái bịch muối nhỏ gói trong bao giấy màu vàng hoặc màu đỏ ở các khu phố chợ hoặc là chỉ ở gần đình đền miếu phủ chùa chiền về để cầu mong cái may mắn đến với mình. Thưa quý vị,
Khi cúng giao thừa, quý vị chớ khấn nôm. Cứ đọc đúng câu này thì cả năm làm ăn suôn sẻ, cầu gì được nấy. À, quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, giao thừa theo nghĩa đen tức là gì? Cũ giao lại mới tiếp lấy. Ý chỉ là cái lúc năm cũ qua đi, năm mới đến. Vậy thì giao thừa chính là cái thời điểm chuyển giao giữa ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới, được coi là một trong những cái nghi lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh của nhiều dân tộc trên thế giới. À, thưa quý vị, giao thừa âm lịch tức là cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời điểm giao hòa đất trời, âm dương hòa quyện, vạn vật cùng có chung sức sống bừng tỉnh. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn giao thừa trong nhà và bài văn khấn giao thừa ngoài trời, cũng như là cái bài nguyện và cái thần chú để giúp quý vị gì được tịnh tâm an nhiên, đón một cái Tết an lành hạnh phúc, mang lại cái may mắn tài lộc cho cả gia đình. Thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem là trong cái lễ cúng giao thừa thì là cúng những ai. À, thưa quý vị, cái nghi lễ cúng giao thừa để đón các thiên binh thiên tướng, các ngoại quan hành khiển thị sát. Người xưa tin rằng ở dưới dương gian ấy không có người cai quản, nên là Ngọc Hoàng đã cử 12 quan hành khiển thay phiên nhau chăm sóc ở cõi trần gian. Tại đúng cái thời điểm giao thừa thì các quan hành khiển sẽ đi thị sát cõi trần và làm cái lễ bàn giao. Cái nghi lễ cúng giao thừa nhằm bày tỏ cái lòng thành kính, cái sự biết ơn các quan hành khiển đã chăm lo cho cái đời sống của dân chúng trong suốt cả năm vừa qua, đồng thời cầu mong quan hành khiển của năm mới sẽ độ trì cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà yên ấm, làm ăn gặp nhiều may mắn, gia đạo thì được hưng vượng. Có 12 vị quan hành khiển chăm lo cho mỗi năm đúng không ạ? Thì quý vị có thể mở trang 24 trong quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để biết được 12 vị quan hành khiển đó là vị quan hành khiển nào. Thưa quý vị, tại sao Tử Thông lại giới thiệu cho quý vị về 12 vị quan hành khiển này? Tức là trong cái bài văn khấn giao thừa trong nhà và ngoài trời thì chúng ta cũng đều phải gì tấu trình các ngài, và mỗi năm lại có một cái vị quan hành khiển khác nhau. Vì thế mà Tử Thông sẽ giới thiệu với quý vị để quý vị gì biết được năm Giáp Thìn thì chúng ta phải khấn cầu cái vị quan hành khiển nào để có được cái may mắn, tài lộc và bình an. Thì 12 vị quan hành khiển từ theo lưu niên từng năm bao gồm các vị quan sau. Đầu tiên là năm Tý. Năm Tý quan hành khiển là Chu Vương, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tả phán quan. Năm Sửu là quan hành khiển là Triệu Vương, Tam Thập Lục Vương hành binh chi thần, Khúc Tả phán quan. Năm Dần là quan hành khiển Ngụy Vương, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tảo phán quan. Năm Mão quan hành khiển là Trịnh Vương, Thạch Tinh chi thần, Liêu Tảo phán quan. Năm Thìn quan hành khiển là Sở Vương, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tảo phán quan. Năm Tỵ quan hành khiển là Ngô Vương, Thiên Hải chi thần, Hứa Tảo phán quan. Năm Ngọ quan hành khiển là Tấn Vương, Thiên Hao chi thần, Nhân Tảo phán quan. Năm Mùi quan hành khiển là Tống Vương, Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tảo phán quan. Năm Thân quan hành khiển là Tề Vương, Ngũ Miếu chi thần, Tống Tảo phán quan. Năm Dậu quan hành khiển là Lỗ Vương, Ngũ Nhạc chi thần, Cự Tảo phán quan. Năm Tất quan hành khiển là Việt Vương, Thiên Bá chi thần, Thành Tảo phán quan. Năm Hợi quan hành khiển là Lưu Vương, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tảo phán quan. Đó là 12 vị quan hành khiển cai quản từng năm theo lưu niên. Thưa quý vị, năm 2024 năm Giáp Thìn thì cái vị quan hành khiển cai quản đó là Sở Vương, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tảo phán quan. Quý vị nhớ nhé, tại vì cái bài văn khấn giao thừa thì sẽ nhắc đến các vị, vậy nên là quý vị buộc phải nhớ, hoặc là quý vị có thể ghi vào trong cái quyển văn khấn toàn thư ấy để gì chúng ta biết được, đúng không ạ? Quý vị nhớ này, quan hành khiển của năm 2024 năm Giáp Thìn ấy là Sở Vương, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tảo phán quan. Còn Thái Tuế Tinh Quân của năm 2024 năm Giáp Thìn chính là ngài Lý Thành Đại Tướng Quân nhé. Thưa quý vị, vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì? Cúng giao thừa vào giờ nào là đẹp nhất? Quý vị thân mến, gần đây thì mạng xã hội rầm rộ về cái chủ đề là không cúng giao thừa năm 2024. Chuyên gia phong thủy đã lên tiếng bác bỏ. Nói chung ấy, Tử Thông cũng không đồng ý với quan niệm này.
Cái phong tục cúng giao thừa là một cái nghi lễ, là một cái nghi thức truyền thống để tạ ơn đất trời, tạ ơn các vị thánh thần đã ban ơn. Đó. Vậy nên là gì? Chúng ta nên cúng giao thừa trong cái dịp 30, không chỉ là năm 2024 năm Giáp Thìn, mà hầu hết các năm. Nói chung là cứ đến cái dịp này thì quý vị cũng nên làm cái nghi lễ để gì? Mọi việc được thuận buồm xuôi gió. À, thưa quý vị, giao thừa năm 2024 nó rơi vào đêm 30 tháng Chạp, tức là đêm 30 ngày 19 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Cái thời điểm giao thừa năm Giáp Thìn 2024 ấy, được tính từ thời khắc chuyển giao giữa đêm 30 tháng Chạp năm Quý Mão và cái ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 2024, đó là cái giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Đấy. Theo các chuyên gia phong thủy thì người dân nên tiến hành cúng giao thừa vào chính cái giờ Tý, tức là đúng 12 giờ đêm 30, tức là đúng 12 giờ đêm hôm 30 tháng Chạp năm Quý Mão là tốt hơn cả, nhằm tiễn đưa kịp các vị quan hành khiển của năm cũ và đón nghênh các vị thần mới trong cái khoảnh khắc giao thừa, giao thoa đất trời này, càng tăng thêm cái vượng khí linh thiêng và gặp được nhiều cái may mắn. À, quý vị lưu ý, trong trường hợp mà gia chủ cảm thấy là cúng cái lễ giao thừa chính tý là quá gấp thì quý vị cũng có thể tiến hành chuẩn bị lễ cúng, sửa soạn mâm cúng sao cho đúng 23 giờ 30 phút. Sau đó tiến hành châm hương để làm sao ấy vẫn gì cháy đúng cái thời điểm chính tý chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Hoặc là quý vị cũng có thể cúng trước 10 đến 15 phút để gì kịp thời cái lễ nghênh đón Thái Tuế ở ngoài trời. Và tiếp theo chương trình thì quý vị khi mà cúng giao thừa nên khấn câu gì, đọc câu gì để được may mắn bình an cả năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái gì giao thừa năm 2024 thì cúng ngựa, quần áo quan hành khiển màu gì. Thưa quý vị, dân gian tương truyền mỗi năm có một vị quan hành khiển được Ngọc Hoàng phái xuống chăm sóc dưới hạ giới. Vì thế, cái việc sửa soạn lễ vật dâng cúng các vị thần đó có màu sắc khác nhau. Quan hành khiển năm Giáp Thìn năm 2024 ấy, là Sở Vương, Hỏa Tinh Chi Thần biểu tả phán quan. Năm có thiên can giáp thuộc mộc, đấy, nên là cúng ngựa màu xanh lá. Thì ngoài ra, bài vị quần áo mũ của quan hành khiển năm 2024 ấy, cũng có thể cúng màu xanh lá hoặc là màu đỏ. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lễ vật cúng giao thừa năm Giáp Thìn 2024. Thì cái lễ vật cúng giao thừa thì thường bao gồm những lễ vật sau. Quý vị có thể tham khảo để chọn ra cho mình những lễ vật cần thiết. Thứ nhất là gà trống hoặc là thủ lợn, bánh chưng, bánh kẹo, chầu cau, hoa quả, rượu, nước, vàng mã, mũ, áo, bài vị của quan hành khiển. Đấy. Thưa quý vị, thì ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng một cái phù Thái Tuế, quý vị dán vào que hương đấy để làm cái lệnh bài nghênh đón quan hành khiển. Đó. Bên cạnh đó, trong lễ cúng giao thừa thì quý vị lễ nghênh Thái Tuế, quý vị có cái kim bài Thái Tuế thì quý vị cũng có thể đặt vào một cái đĩa sạch đấy để gì để nghênh đón Thái Tuế, xin Thái Tuế gì gia hộ vào trong cái kim bài, mang lại cái may mắn tài lộc quanh năm. Thì tùy vào quan niệm của phong tục của từng vùng từng miền ấy, cũng như là điều kiện của gia đình mà gia chủ có thể là gì làm cả mâm cỗ chay lẫn mâm cỗ mặn, hoặc là cũng như là cái gì các lễ vật khác nhau, cốt vẫn là ở cái tấm lòng thành chứ không phải ở mâm cao cỗ đầy. Thưa quý vị, tiếp theo cúng giao thừa ngoài trời hay là trong nhà trước. Quý vị thân mến, cái câu hỏi là cúng giao thừa ngoài trời hay là trong nhà ấy, là một cái thắc mắc của rất nhiều gia chủ trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái lễ cúng giao thừa, câu trả lời chuẩn xác nhất là chúng ta cúng giao thừa trong nhà trước, sau đó mới cúng giao thừa ngoài trời. Tại vì nguyên nhân làm bởi cái lễ cúng giao thừa trong nhà ấy, thì là gì mời các cụ, mời các ngài về, đúng không? Mời các tổ tiên, hương linh nhà mình về để gì về ăn Tết trong năm, cũng như là gì trong cái thời gian giao thừa cũng mời các cụ, các ông, các ông đón Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế vào trong nhà vào năm mới, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Cái lễ cúng giao thừa thì chúng ta sẽ tiến hành cái lễ cúng ở trong nhà trước, cúng gia tiên trước, sau đó thì chúng ta mới ra ngoài nghênh đón Thái Tuế. Đó. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về cái nghi lễ cúng giao thừa trong nhà. Thưa quý vị, cúng giao thừa trong nhà thì nghi lễ thể hiện cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên từ lâu đời.
nó là cái đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn và là một cái hình thức lưu giữ cái sợi dây gắn bó giữa các thành viên và sợi dây tưởng nhớ đến con cháu đối với cái thế hệ đi trước. Cúng giao thừa ngoài trời là cái nghi lễ cúng giao thừa nhằm mục đích là gì? Tiễn các vị thần năm cũ, đón chào các vị thần năm mới, chăm lo cho nhân dân. Trong khoảng thời gian này thì các vị quan hành khiển trên đường rất đều vội vàng nên chỉ đi lướt qua mỗi hộ gia đình. Vì thế mà mâm cỗ cúng thường để ngoài sân hoặc là gì? Ngay gần vào cái lối vào trong nhà. Cúng giao thừa ngoài trời thì quay về hướng nào? Thưa quý vị, mọi người cũng thường quan tâm là cái nghi lễ cúng giao thừa ngoài trời chúng ta nên quay mặt về hướng nào để được may mắn. Thì cái năm 2024 ấy, hỷ thần ở hướng Đông Nam, tài thần ở hướng Tây Bắc. Vì thế cũng gia chủ có thể đặt gì cái mâm cúng giao thừa ngoài trời ở hướng này mà cúng khấn, hoặc là đứng vào cái hướng đó để cúng khấn để được may mắn bình an. Lưu ý, người cúng khấn cũng cần phải quay mặt về hướng Đông Nam hoặc là Tây Bắc mà cúng, chứ không nhất thiết là phải gì đặt cỗ con gà xôi quay về hướng đó. Thì ngoài ra ấy, theo quan niệm của dân gian, cái việc bàn giao tiếp nhận cái công việc của các vị quan hành khiển trong cái thời điểm này diễn ra rất là khẩn trương. Các vị ấy có thể ăn vội vàng hoặc là đi ngang qua chứng kiến cái tấm lòng thành của gia chủ. Vì vậy mâm cỗ cúng giao thừa ở ngoài trời ấy, phải đặt ngay chính cửa, quý vị nhớ nhé, đặt ở ngoài cửa hoặc là ngoài cái ban công ấy. Còn cái mâm lễ cúng thì quý vị nên đặt ở hướng Tây Bắc, hướng Bắc hoặc là hướng Đông tùy theo gia đình. Theo quan niệm của dân gian, hướng Bắc là nơi thượng đế ngự, còn hướng Đông là thể hiện việc cúng thiên tử. Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra nữa là gì? Nhà chung cư thì có cần cúng khấn giao thừa hay không? Ở ngoài trời hay không? Thưa quý vị, theo quan niệm của dân gian ấy, thì đối với cái nghi lễ cúng giao thừa thì hướng tới là gì? Thiên, tức là ông trời, và quan hành khiển được phân công cái nhiệm vụ trông coi trần gian một năm đó. Do vậy cái nghi thức này phải được gì, thực hiện ở nơi có đất lại vừa có trời. Nói chung những gia đình chung cư ấy, muốn khấn giao thừa ngoài trời thì có thể một là xuống sân tòa nhà, hoặc là gì quý vị có thể là gì đặt cái mâm lễ cúng ở ngoài ban công để cúng các vị. Vì thế với nhà chung cư ấy, thì việc cúng giao thừa ngoài trời thì nói chung ấy, quý vị cũng nên làm thì tốt hơn. Tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lễ cúng giao thừa thì gồm những gì. Đó. Thì đối với lễ trong nhà thì xét về cái mâm cúng cỗ trong ngày Tết ấy, lễ cúng trong nhà bao gồm các lễ chay và lễ mặn. Lễ chay bao gồm có hương, hoa, đèn, nến, các loại bánh kẹo, mứt Tết, rượu, bia, nước ngọt hoặc là những cái đồ uống khác. Lễ mặn bao gồm có gà trống, bánh chưng, giò, chả, xôi gấc và các món ăn khác tùy theo cái phong tục tầm quán của mỗi gia đình. Còn lễ cúng ở ngoài trời ấy, cũng tùy vào quan niệm và phong tục của từng vùng miền, cũng như là điều kiện từng nhà mà cái mâm cúng giao thừa có thể có những cái đồ vật khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản ấy, thì các gia chủ cần phải chuẩn bị các thứ sau. 3 cây nhang, 1 con gà trống luộc, 1 đĩa bánh chưng, 1 đĩa muối, 1 đĩa gạo, bánh kẹo, hoa quả, trầu cau, rượu, nước, vàng mã, bài vị của các ngày quan hành khiển của năm. Trong các lễ vật trên thì gà trống là cái món không thể thiếu, được gia đình vô cùng là chú trọng. Thưa quý vị, cúng khấn giao thừa là cái lễ tiễn đưa các ngày quan hành khiển của năm cũ và đón chào tân quan của năm mới cai quản trong năm. Do đó, khác với gà cúng trong gia tiên, với cái mâm cũ cúng đêm giao thừa ở ngoài trời thì nên đặt đầu gà quay ra ngoài để nghênh đón tân niên quan hành khiển cai quản của năm mới. Nói chung cách đặt này cũng có ý nghĩa là gọi mặt trời chiếu rọi vào nhà mình. Riêng về mâm cỗ cúng lễ giao thừa thì quý vị cũng cần phải là gì? Chuẩn bị chi tiết cẩn thận. Một năm mới nữa lại sắp tới. Để tiễn năm cũ đón năm mới, không thể thiếu được cái lễ cúng giao thừa. Đấy. Quý vị chuẩn bị mâm lễ cúng đầy đủ thì Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị ở phía trên rồi. Và bây giờ Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài khấn giao thừa. Đấy. Thì quý vị nhớ nhé, đầu tiên là chúng ta khấn giao thừa trong nhà trước, sau đó chúng ta nghênh ra ngoài khấn thái tuế để nghênh đón thái tuế. Sau đây là bài văn khấn giao thừa trong nhà, đúng không?
Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy Đức Phật, Cao Linh Tối Thượng, Vi Diệu Linh. Con lạy Thượng Đế, Thiên Đình. Con tấu trình Cha Trời Đất Mẹ. Tín chủ con như nhất, dâng tâm Phật chắp tay. Nhất tâm cung thỉnh, càn khôn vũ trụ, hồn thiêng sông núi, thánh thần nước Việt Nam. Hộ quốc an dân đất này, nhất tâm cung thỉnh, Thủy Tổ Lạc Việt, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đức Quốc Tổ Mẫu Âu Cơ, các đức vua hồng, các bậc tiên đế, tiên nhân, tiệt tổ. Từ thủa khai cơ lập quốc, xin ngự gió mây, khắc linh thiêng này, hạ phàm chứng lễ. Nhất tâm cung thỉnh, thiên sứ nhà trời, Thái Tuế năm Giáp Thìn, Lý Thành đại tướng quân, quan lớn thanh tra, sở vương hành khiển, hỏa tinh, hành binh chi thần, biểu tào phán quan, cùng quần thần, bộ hạ, làm việc năm nay giáng thế, chứng lễ cho gia chủ. Nhất tâm cung thỉnh, tam vị gia thần, cùng gia tiên tiền tổ, họ nội, họ ngoại, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, dâu rể đồng đẳng gia khuyến họ. Hòa trong gió mây, khai niên xuân này, anh linh chứng lễ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, giao thừa cõi thế, gia chủ con tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Xin kết đàn hoa dâng lên vũ trụ, tạ ơn các tòa đã thương đã độ, đã ban duyên tiếp sức cho gia chủ vai gánh việc nước, vai gánh việc nhà, nêm cơ thành ngũ, ấm cảnh an gia. Con thay mặt cả nhà, gia đình chúng con tri ân bái tạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm nhất dạ, con xin chắp tay, rước Chúa Xuân giáng thế, ban lộc xuân tràn đầy, độ sơn hà xã tắc, Giáp Thìn niên năm nay, mưa gió được thuận hòa, tình yêu thương tràn đầy, thiện căn dần khai mở, ác căn diệt từng giây, tâm từ bi đoàn kết, mong hiển lộ hàng ngày, giây phút linh thiêng nhất, con dâng tâm nguyện này, xin Cha Trời đất mẹ, cho cờ thuận nước may, để Việt Nam tỏa sáng, thịnh vượng từ năm nay. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Trên đường tu sự học, giao thừa xuân năm nay, con chắp tay sám hối những vô minh sâu dày. Do vô tình hữu ý, dù lúc tỉnh lúc say, làm trái đạo chân chính, thành lỗi lệch sâu dày. Giao thừa chuông đã điểm, khắc linh thiêng năm nay, con xin nguyện thức tỉnh, nguyện tu sửa từng ngày. Con Nam Mô A Di Đà Phật, xin các ngài chứng giám, thương nhà con ở đây. Quý vị đọc địa chỉ ra nhé. Ban ánh lửa trí tuệ, ban lộc trời năm nay, toàn gia được sức khỏe, sức xuân luôn tròn đầy. Ba phúc họa năm nay, mong tu trong tỉnh thức, để vận sáng việc hay, ván cờ nhân quả hiện. Con xin dâng cờ này, mong các ngài minh xét, cho con được chắp tay, dâng những tâm nguyện lớn trong Giáp Thìn niên này. Sau đó quý vị nguyện cầu từ 1 đến 5 việc tùy tâm. Như là năng tu phước thiện, tránh giữ làm lành, giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận gia chung, vân vân. Đó. Mong bề trên chỉ lối, để tâm nguyện tâu bày được nhiệm màu linh ứng, mong ích nước lợi nhà, để phúc đức thêm dày, để chế hóa chướng duyên. Nhờ có công đức này và nhất tâm giác ngộ, Giáp Thìn xuân năm này có tai tiêu tai, có ách ách giải, có hạn hạn biến, có chướng chướng qua. Đúng giáo lý ông bà, đức năng nhân thắng số, lộc xuân chính khí chan hòa, âm siêu dương thái, cảnh nhà bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con rước thiên nhân giáng đàn hưởng lễ, thương con cõi thế, đóng sắc đóng ấn, đóng dấu lệnh đủ đầy, để nguyện cầu này nhiệm màu linh ứng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn cúng lễ Thái Tuế trong nhà. Thưa quý vị, sau khi thực hiện cái nghi lễ trong nhà xong ấy, thì quý vị ra ngoài sân để thực hiện cái nghi lễ gọi là nghênh đón Thái Tuế. Thì cái nghi lễ văn khấn Thái Tuế nó ở trang 22 nhé. Nó ở trang 22 cái quyển sách văn khấn toàn thư. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển văn khấn toàn thư để chọn ra cho mình những cái bài văn khấn. Nó đầy đủ gồm 77 bài văn khấn để quý vị có thể lựa chọn, đúng không ạ? Thưa quý vị, sau khi mà lễ cúng trong nhà xong thì chúng ta tiến hành lễ cúng ngoài sân. Thì để cúng ngoài sân thì quý vị tiến hành làm một cái nghi lễ đó.
chúng ta sẽ có một cái lệnh phù thái tuế. Cái này gọi là sớ thần hồng đấy. Đó. Và sớ thần hồng màu đỏ bên trên có ghi lưu niên thái tuế của năm. Vị năm 2024 năm Giáp Thìn là ngày Lý Thành Đại Tướng Quân. Đó. À, quý vị có thể gắn một cái phù này, cái phù thái tuế vào một cái cây hương. Cây hương để làm một cái bài vị, đúng không ạ? Cắm vào trong bát hương, hướng về phía trước để nghênh đón thái tuế. À, bên cạnh đó thì trong cái lễ cúng thái tuế, quý vị cũng nên để những cái kim bài thái tuế. Cái kim bài thái tuế của năm Giáp Thìn là Lý Thành Đại Tướng Quân ấy. À, quý vị để trong một cái đĩa sạch và thực hiện là gì? Nghênh đón thái tuế đấy, để ngài được ngài gia hộ đấy, giúp cho một năm được bình an may mắn. Có thể là gì? À, quý vị làm lễ xong có thể là tặng bạn bè, tặng người thân đấy. Để gì? Để mọi người được may mắn và bình an. Nhất là với những người bị phạm thái tuế, như là những tuổi gì? Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão đấy. À, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì quý vị ăn mặc quần áo chỉnh tề, thành tâm đốt hương, kính cẩn đọc bài văn khấn nguyện. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về cái bài văn khấn thái tuế, bài văn khấn giao thừa ngoài trời nhé. Phụng thỉnh hoan nghênh Hồng Quân Lão Tổ Quảng Đại Chư Thiên, phụng thỉnh Tam Thanh Thánh Tổ Hoàng Đạo Pháp Vương, phụng thỉnh Thái Tuế Niên Giáp Thìn Lý Thành Đại Tướng Quân, phụng thỉnh Thiên Quan Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh Hành Binh Chi Thần Biểu Tào Phán Quan, phụng thỉnh Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần, phụng thỉnh các ngài đương niên Bản Khánh Thành Hoàng sở tại. Chúng con là sinh năm cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ ở năm nay lưu niên Thái Tuế Giáp Thìn Lý Thành Đại Tướng Tinh Quân. Chúng con bày biện hương hoa lễ vật kim ngân tài mã đón nghênh ngài tiếp quản công việc năm nay. Nhân giây phút linh thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi đón mừng năm mới. Tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Năm nay ngài Thái Tuế Tôn Thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, giám sát vạn vật, dưới bảo hộ sinh linh, tào trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc lưu ân, quan mới xuống thay, thế đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm lễ, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nén hương thơm, dốc lòng bái thỉnh. Gia đình chúng con thành tâm cầu xin các ngài giúp cho toàn gia bình an, bốn mùa không tai ách, tám tiết có điểm lành tiếp ứng, có quý nhân phù trợ, thân thể thì khỏe mạnh, gia đạo hưng vượng, sự nghiệp học hành công tác buôn bán được lợi lạc, vạn sự như ý, tài vận hanh thông, kim ngọc mãn đường. Chúng con nguyện năng tu phước thiện, tránh giữ làm lành, giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận gia chung. Toàn thể chúng con cúi xin cảm tạ. Đó là cái bài văn khấn thái tuế. Sau khi khấn thái tuế ngoài trời xong ấy, quý vị đọc tiếp cái bài nguyện, đúng không? Bài nguyện ở cái trang 23 nhé, của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để cho mình có những cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất. Sau đây là bài nguyện này. Phụng tỉnh tam tinh chiếu hiệu lệnh, thiên thượng nhật nguyệt lai cộng ứng, nam đầu bắc đầu thôi ngũ hành, úng Phật hiển linh sắc chân lệnh, bát quái tổ sư kỳ trung hình ngọc chỉ. Phụng lệnh thái tuế Giáp Thìn niên, trực niên Lý Thành Đại Tướng Quân đáo tử chấn. Thất tinh ngũ lôi lộ lưỡng biên, lục giáp thần tướng đáo cung tiền, lục đỉnh thiên binh thủ hậu doanh, thiên cung tứ phúc thần cộng giáng, chiêu tài tiến bảo tối đương minh, đệ tử nhất tâm tam khẩu bái, bái thỉnh thái tuế tinh quân bảo an ninh, trấn trạch quang minh nhân tôn kính, các gia bình an vạn sự hưng, bảo mệnh hộ thân thả trấn trạch, trực nhiên thái tuế lai giáng lâm. Cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Đó. Sau đó quý vị vái ba vái và tiếp theo là chỉ 49 biến về ngũ bộ thần chú. Các chỉ như sau, quý vị có thể đọc là Ram, Siram, Mani Padme Hum, Kale Kunde Svaha, Brum. Đó. Thì cái câu chú công nguyện cũng như là cái bài văn khấn đã được Tử Thông trình để ở trên nhé. Thì quý vị có thể là gì? Dừng lại, chép lại, chụp lại để quý vị tiến hành công việc cúng thái tuế, cúng giao thừa, đúng không ạ?
À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị về các bạn về những bài văn khấn cúng giao thừa. Thì chúng ta có hai bài văn khấn, một bài nguyện và một cái bộ ngũ bộ thần chú để cho quý vị gì khấn nguyện trong đêm giao thừa. Đó. À, bên cạnh đó thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách văn khấn tuần thư để quý vị có thể là gì lựa chọn ra cho mình những bài văn khấn phù hợp nhất. À, trong này có 77 bài văn khấn, nó phù hợp với tất cả các nghi lễ để cho quý vị lựa chọn. Đó. Đó. Thì một câu hỏi đặt ra là trong lễ cúng giao thừa thì ai cúng giao thừa trong gia đình sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn nhất? À, quý vị thân mến, ai cúng giao thừa thì sẽ mang lại cái may mắn là cái câu hỏi của rất nhiều gia chủ. Nói chung ấy, theo cái phong tục tập quán của Việt Nam, người đứng ra chủ trì các nghi lễ của năm mới, cúng giao thừa, cúng đầu năm mới thường là cái người trạch chủ trong gia đình, tức là người đàn ông trong gia đình. Nhưng mà thời nay ấy, thì nam nữ bình đẳng, đàn ông hay phụ nữ đều có thể là đứng ra tiến hành cái nghi lễ này. Tuy nhiên ấy, yêu cầu thì dù sao ấy, nam nữ cũng phải là gì? Tịnh thân, cũng phải là thành tâm. Mà nam ấy thì tốt hơn. Tức là trước khi tiến hành cái nghi lễ phải tắm rửa sạch sẽ. Cái việc quan hệ vợ chồng cũng phải giữ hai hôm trước để cho được thân tâm được sạch sẽ. À, không ăn những món đồ linh tinh, đúng không ạ? Không ăn những món đồ tứ linh như là gì? À, không ăn cá chép, thịt chó, thịt mèo, thịt rùa, đúng không ạ? À, trâu, chó, chép, mèo, gà thì cũng không nên, đúng không ạ? Để tránh phạm phải gì? Cái ngũ phương, ngũ thổ long mạch tôn thần. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng cần phải kiêng để ý đến cái chu kỳ kinh nguyệt để tránh làm các lễ lớn, đặc biệt là lễ cúng giao thừa năm mới. Thì cái tư thế cúng giao thừa chuẩn nhất thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Với đàn ông thì khi hành lễ cũng cần phải đứng thẳng, đấy, tư thế nghiêm trang, chắp hai tay trước ngực và giơ cao lên ngang trán, hãy cúi xuống, đưa hai tay đang giấy gần tới mặt cúng thần linh, mời các vị về ăn Tết. Thì kèm theo cái lễ cúng thì quý vị cũng cần phải có những bài khấn và sau khi cúng xong quý vị đến quỳ, đúng không? Quỳ có thể là 3 lạy hoặc là 9 lạy, vân vân. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn giao thừa ngoài trời, trong sân, cũng như là cái bài nguyện. À, tất cả các bài văn khấn thì đều có ở trong quyển văn khấn toàn thư. Trong này có 77 bài văn khấn để quý vị lựa chọn nhé. À, quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách văn khấn toàn thư giúp cho chúng ta có được những bài văn khấn chuẩn chỉ nhất trong cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp hàng năm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.